Em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà năm mới được nhiều sức khỏe, sự nhí. Mà cả nhà mà hôm nay á, em á, ca cũng không có qua bên em. À, hôm nay chỉ có một mình em thôi. Bây giờ em mời cả nhà đi bắt cá cạn chung với em nha. Thank you.
Đặt thằng ông ấy chán chán luôn.
trên thành phố nha. Đá mê luôn cả nhà. Vô đây đi hồi em kiếm mương nào có nước á em rửa lại chứ dắt này sình không nữa nha.
suối cái chỗ đó quá trời luôn đó nha. Xem cá mê luôn.
sớm giờ anh bắt cũng đầy một gỗ cá luôn cả nha. Giờ em thấy của ông anh có cái thùng nè, cái em mượn, bây giờ em lựa cá thì sẽ bỏ vô trong xô này để cho rửa cho nó sạch, cái cho nó hết sình cả nha. Trước tiên lựa vô đây trước cái. Quá trời xinh luôn. Này cả nhà ơi, sớm giờ á thì em bắt á cũng được nhiêu đây nè. Giờ cái em cho vô trong đây. Đặt trong đây. Quá trời cá. Cá thì mê. Thì sớm giờ á anh đi bắt cá từ sáng giờ nè cũng được như cá rồi cả nhà. Bây giờ cũng chiều rồi, chắc này cũng 3 giờ ngoài rồi cả nhà. Bây giờ thì em về chắc em làm cơm ăn không kịp, thôi giờ em nướng ăn tại chỗ cả nhà. Có gì cả nhà thông cảm bỏ qua cho em nha, chứ giờ chiều quá, về tới nhà rồi mần ra rồi làm cơm nữa thì nó đã tối rồi. Cho nên có gì cả nhà thông cảm, giờ để em lựa một ít cá để em sẽ nướng em ăn tại chỗ luôn cả nhà. Giờ em đốt lửa. Giờ nói chung á là đi bắt cá sớm chở trong vườn á, nhà cũng xa làm cơm ăn nướng em
chính nè. Nhiều cá đây là no luôn á. Bắt cá gì để về nhà làm cơm ăn.